quý vị, cách đây ít lâu, tờ báo Anh Telegraph vừa giới thiệu 17 thành phố ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới, trong đó Hà Nội đứng ở vị trí thứ hai chỉ sau Tokyo. Tờ báo này khuyên du khách khi đến Hà Nội hãy ăn giống như người dân bản địa, nghĩa là hãy thoải mái ngồi bên vỉa hè để thưởng thức một bát phở nóng sốt, một suất bún chả hay một cốc cà phê trứng. Có lẽ không quá khi nói rằng ẩm thực vỉa hè đã làm nên bản sắc, sự độc đáo của ẩm thực Hà Nội. Chính vì thế, sau khi Hà Nội bày tỏ quyết tâm dọn dẹp vỉa hè, kiên quyết chấm dứt việc chiếm dụng vỉa hè để buôn bán, nhiều người đã cảm thấy lo lắng rằng rồi đây ẩm thực vỉa hè sẽ bị suy giảm, bị teo tóp, bị mất đi sức hấp dẫn với du khách. Lo lắng này liệu có cơ sở hay không? Phải chăng ẩm thực vỉa hè là nhất định phải ăn ở trên vỉa hè? Trên thế giới có các đô thị khác đã có giải pháp nào để vừa đảm bảo quyền lợi của người đi bộ, vừa không mất mỹ quan nhưng vẫn khai thác được công năng để phục vụ cho ẩm thực đường phố hay không? Trong chuyện tối nay của Chào buổi tối, chúng tôi đã mời tới trường quay nhà báo Trương Anh Ngọc để cùng chia sẻ về chủ đề này. Và anh Ngọc đã đi rất nhiều nơi và bằng sự trải nghiệm của mình, anh luôn có những góc nhìn mới thú vị về những vấn đề đô thị mà hiện nay chúng ta đang gặp phải. Và đầu tiên thì Linh phải cảm ơn anh Trương Anh Ngọc đã nhận lời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng rất lâu rồi thì Linh mới được gặp anh, đúng không ạ? Có lẽ là chúng ta đi thẳng vào câu chuyện đi ạ. Linh muốn hỏi anh là anh có hay đi ăn sáng hay ngồi cà phê ở quán vỉa hè nào không ạ? Tôi đã có một thời như vậy, một thời nhưng mà cách đây cũng đã lâu lắm rồi, khi mà chúng ta chưa gặp phải những vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy là cái thời điểm mà các món ăn vỉa hè của chúng ta nó chưa bị nhiều cái vấn đề như bây giờ. Bây giờ kể ra cũng sợ thật. Thế thành ra là bây giờ kể từ khi tôi về nước thì chúng tôi chỉ ăn sáng ở nhà thôi. nhưng mà thật là khó, bởi vì bây giờ bạn bè rủ mình đi nhá, rồi nhiều khi là gia đình, rồi là những người nước ngoài, bạn tôi đến Việt Nam rất nhiều, và bao giờ thì họ cũng bảo là hay là chúng ta đi ăn một cái gì ở vỉa hè đi. Tôi không thể nói với bạn tôi rằng là bây giờ tôi rất lo đồ ăn này, tôi không biết là có vấn đề gì không, nhưng mà tôi không dám nói thẳng với họ vậy. Và tôi luôn luôn dẫn họ đến những nơi nào đấy mà tôi phải biết chắc, hoặc là có thể 90-90% thôi là có thể ăn được. Nhưng mà tôi cũng vẫn, thực ra là nói chung là tôi cũng không thích là ăn vỉa hè lắm, bởi vì bây giờ nó cũng bẩn quá rồi, bụi lắm rồi. Vậy cái vấn đề dẹp vỉa hè khiến cho việc để xe hay là gửi xe khó khăn hơn, nó có ảnh hưởng tới cái quyết định của anh khi đưa bạn bè anh tới cái quán mà anh nói là ít nhất là 80-90% an toàn về an toàn thực phẩm không ạ? Thực ra chuyện gửi xe không phải là một vấn đề quá lớn, nếu đến món cái quán đấy có rất nhiều món ngon và nó có uy tín từ lâu rồi thì cái chuyện gửi xe không thành vấn đề. Gửi xe bao nhiêu tiền cũng được, đỗ xe xa bao nhiêu cũng được. Nhưng vấn đề gửi xe đối với nhiều người lại là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Họ lười đi xa lắm. Bây giờ ăn một bát phở mà họ phải đỗ cách đấy vài trăm mét, rồi họ gửi xe mất 30.000 cho 2 tiếng, coi như gọi là minimum cái giờ đỗ xe đi. Và họ đi ăn như thế thì họ cảm thấy cũng ngại. Và lý do mà chị đưa ra lúc nãy là chúng ta liệu có nên lo ngại về cái việc là đồ ăn vỉa hè của chúng ta đã từng được bạn bè, đã từng được báo chí thế giới nhắc đến như là một cái nét hay của Hà Nội thì có bị ảnh hưởng không? Tôi nghĩ là không. Nếu như chúng ta biết cách tổ chức một cách chuyên nghiệp thì đồ ăn vỉa hè của chúng ta có thể trở thành một nét đẹp của văn hóa hoàn toàn có thể được. Nhưng chúng ta cũng nên đặt ra một cách rất là rõ ràng cái gì là nhôm nhoam, cái gì là bẩn thỉu, cái gì là lộn xộn. Ở đây, ở cả ý nghĩa về mặt trật tự vỉa hè cũng như là về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng ta phải gạt sang một bên. Còn cái gì mà chúng ta có thể quy hoạch được để cho nó đẹp, để cho nó thành những khu phố ẩm thực thực sự thì tại sao chúng ta không làm? Tôi hoàn toàn ủng hộ. Và anh có nghĩ rằng ẩm thực vỉa hè là một nét tinh túy và hấp dẫn của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là của Hà Nội hay không ạ? Tôi cho là như vậy. Tất cả các bạn bè của tôi khi sang Việt Nam thì họ đều hỏi một câu như vậy là tôi được biết là ở Hà Nội có một cái phố là phố Tạ Hiện, bây giờ uống bia vỉa hè rất là thích, thì có nên sao cậu không dẫn tôi đến? Tại sao chúng ta vỉa hè, các cái đồ ăn vỉa hè của chúng ta đang được người ta chú ý đến như vậy? CNN còn làm những phóng sự liên quan đến bún chả, rồi là thậm chí là mới đây có một chương trình Mai Hà Nội của anh Hải Thanh, nói về nhóm ảnh của anh Hải Thanh. Thì có nghĩa là gì? Chúng ta đang được quốc tế họ chú ý tới như là một cái nét sống nào đấy mà nó mang tính rất là dân dã. Bởi vì tại sao? Bởi vì theo cách hiểu của tôi là ở nước ngoài họ quản lý vỉa hè rất chặt chẽ và rất là nghiêm túc, và việc mà kinh doanh trên vỉa hè nó không giống như ở chúng ta. Và phải chăng là vì họ cần một cái gì đấy mới mẻ, họ cần một cái gì đấy lạ lẫm, cho nên họ đến với chúng ta, họ cảm thấy ngồi ở vỉa hè, họ hòa nhập vào không khí văn hóa địa phương, họ nghe hát rồi họ uống một cốc bia, điều mà họ không thể có được ở nước ngoài, thì nó là một cái gì mới mẻ và lạ lẫm. Nhưng chúng ta không được đánh đồng cái việc là nhôm nhoam, bẩn thỉu và nhếch nhác đấy là một nét văn hóa được.
Như tôi đã nói ở trên là chúng ta phải gạt hai điều đó riêng ra. Vâng, dạ vâng. Thưa quý vị, tại nhiều đô thị trên thế giới thì vỉa hè được coi là không gian văn hóa và công cộng, và nơi không chỉ là người dân được tản bộ mà còn có thể thưởng thức âm nhạc và ẩm thực. Đó là nơi tạo ra văn hóa giúp phát triển du lịch, hài hòa trật tự đô thị và văn hóa vỉa hè cũng góp phần tăng trưởng cho kinh tế. Chẳng xa xôi gì những quốc gia đó ở rất gần chúng ta, và xin mời quý vị hãy đến với phóng sự ngay sau đây. Tại đảo quốc Sư Tử, Singapore có 107 trung tâm ẩm thực với 15.000 gian hàng trên khắp đất nước. Các trung tâm này thực tế là những con đường với hàng quán mọc san sát, bày bán tại các vỉa hè. Để gìn giữ nền ẩm thực đường phố của quốc gia mình, chính phủ đã quyết định xây dựng những trung tâm này tách biệt với những con đường tập trung nhiều phương tiện giao thông. Tại Bangkok, Thái Lan, không khó để bắt gặp những chiếc xe quầy hàng ẩm thực bày bán trên đường. Tuy nhiên, tất cả đều phải có giấy phép kinh doanh và được điều hành bởi Cục Quản lý Đô thị Bangkok. Các gian hàng này không được hoạt động vào thứ hai cách tuần vì đây là ngày dọn vệ sinh đường phố. Còn tại New York, Mỹ, xe đẩy bán các loại thức ăn nhanh có mặt trên khắp các đường phố. Quy định dành cho các loại xe đẩy này rất nghiêm khắc nhằm hạn chế tình trạng cản trở người đi bộ. Người buôn bán không được đặt xe đẩy cách quá 45cm từ mép vỉa hè giáp với lòng đường, cũng không được bán trong vòng 6 mét quanh cổng ra vào các tòa nhà. Tại Paris, Pháp, các quán cà phê tại một số khu vực được phép bày bàn ghế ra ngoài vỉa hè, nhưng bắt buộc phải chừa khoảng trống cho người đi bộ. Nhiều con phố và các ngã tư được quy hoạch dành riêng cho việc này. Vâng, thưa nhà báo Anh Ngọc ạ, tại những quốc gia mà chúng ta vừa theo dõi trong phóng sự vừa rồi thì họ thường gọi là ẩm thực đường phố thay vì là ẩm thực vỉa hè. Vậy được biết là anh đã từng đi rất là nhiều nơi thì anh thấy là ở những nước đó thì họ đã làm cách nào để có thể giải quyết chuyện ẩm thực đường phố và không gian dành cho người đi bộ? Có hai điều rất rõ ràng. Thứ nhất là phải đảm bảo không gian cho các phương tiện giao thông đi lại cũng như là người đi bộ. Vậy thì họ đưa ra những cái quy chuẩn hết sức chặt chẽ. Ví dụ như bạn có một cái xe đẩy, bạn muốn kinh doanh bánh mì kẹp ở trên đường phố chẳng hạn, thì bạn phải đáp ứng đúng các quy chuẩn liên quan đến chiều cao, kích cỡ của xe, bánh xe như thế nào, và bạn thường xuyên bị kiểm tra cái việc bạn đặt xe như thế nào. Và thứ hai là vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Có một cái tổ chức mà ví dụ như bên Ý chẳng hạn, thì cảnh sát là họ làm việc này là họ kiểm tra thường xuyên việc vệ sinh an toàn thực phẩm, và nếu như chỉ cần vi phạm là đầu tiên sẽ là cảnh cáo và phạt tiền, nhưng đến lần thứ hai thì cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nếu như tái phạm có nghĩa là sẽ bị rút giấy phép. Một cái giấy phép theo tôi được biết là kinh doanh quán bar ở Ý là 180.000 euro, và các cái giấy phép liên quan đến việc là bán cà phê, các quán cà phê ở ngoài đường, rồi là họ bán cả quần áo ngoài đường nữa, đương nhiên phải có giấy phép thì nó rẻ hơn. Nhưng khi bạn bị tước giấy phép thì bạn đã bị ghi tên vào một cái cuốn sổ đen, và tước giấy phép có nghĩa là bạn sẽ không còn cơ hội được cấp lại nữa. Chính vì có những chế tài xử phạt rất nghiêm khắc và họ được kiểm tra thường xuyên như vậy, thành ra là cái việc vi phạm các cái cả vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là vi phạm về các cái hành lang giao thông thì nó rất là khó có thể xảy ra, bởi vì nó nghiêm trọng đến như vậy. Và theo tôi được biết thì hiện tại cái mà chúng ta gọi là ẩm thực đường phố, tức là street food theo tiếng Anh, nó rất phổ biến, càng ngày càng phổ biến và trở thành một nét văn hóa ở nhiều nước trên thế giới. Ở châu Âu thì tôi thấy nó càng ngày càng phát triển, và để đáp ứng với cái nhu cầu mà đang ngày càng lên ấy, thì các cái quy định nó càng trở nên chặt chẽ hơn. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là việc mà chúng ta đang làm đối với các vỉa hè ở Việt Nam ấy, cụ thể là các thành phố lớn như là Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì nó không chỉ là dành cho người đi bộ mà nó còn là lập lại trật tự trên vỉa hè và tạo ra một lối sống mới, một lối sống thực sự văn minh, nơi mà người ta có thể tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng cái không gian chung dành cho cộng đồng. Chúng ta luôn luôn có suy nghĩ rằng là cái phần không gian vỉa hè trước nhà tôi thì tôi có quyền sử dụng và tôi có thể làm bất cứ điều gì với nó. Điều đấy là sai. Tất cả các vỉa hè ở những thành phố lớn trên thế giới, ở những nước phát triển, thì đấy là của công cộng và thành phố họ quản lý cái điều đấy. Bạn làm bất cứ điều gì mà nó vi phạm cái chỉ giới liên quan đến người đi bộ, hoặc là bạn trồng cái cây, bạn dựng cái xe, thì bạn có thể bị phạt bất cứ lúc nào. Và tôi nghĩ rằng là đến lúc chúng ta cũng phải quen với một cái hình thái mới mà các nước phương Tây đã làm. Đấy là họ quy hoạch các khu vực vỉa hè nào có thể được kinh doanh hay không, kinh doanh mặt hàng gì và bao nhiêu người được làm cái đó, và đi cùng với nó là các quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy chuẩn liên quan đến an toàn phòng chống cháy nổ, các quy chuẩn liên quan đến thẩm mỹ.
tóm lại là rất nhiều thứ để có thể được cấp giấy phép, và giấy phép đấy sẽ bị kiểm tra thường xuyên. Và ở đây có một điều nữa là các giấy phép đấy là nó có thời hạn trong bao nhiêu năm đấy, nếu trong bao nhiêu năm đấy bạn vi phạm thì bạn sẽ bị rút và bạn không được cấp nữa, người ta sẽ cấp cho những người khác. Vâng, với những gì anh Ngọc vừa chia sẻ thì đó là ở các nước phương Tây chẳng hạn, hoặc các nước đã phát triển rồi. Thế còn ở Việt Nam của chúng ta thì sao? Có một nhà kinh tế học gần đây đã chia sẻ rằng cái việc dẹp vỉa hè cho người đi bộ đấy là duy ý chí và là chơi sang vào thời điểm này. Ở Việt Nam thì nên là chia ra cho nó công bằng với cho cả người đi bộ lẫn người bán hàng rong nữa, thì như thế mới ổn. Thế thì anh nghĩ như thế nào về quan điểm như vậy ạ? Thực ra tôi không phản đối việc bán hàng rong, nhưng bán hàng rong như thế nào để cho phố nó không bị nhôm nhoam, nó không bị lộn xộn thì là cả một vấn đề mà ở đây không chỉ là ý thức của người dân. Người dân tôi tin rằng là ý thức của họ phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của chính quyền nữa. Và cái việc mà chúng ta đang làm với những vỉa hè hiện tại, người dân người ta chỉ nhìn thấy sự đập phá. Và cái việc mà vi phạm các cái thứ liên quan đến vỉa hè, rất nhiều hoạt động được diễn ra trên vỉa hè, rồi trông xe, rồi thậm chí đun bếp lò, rồi là các hoạt động thậm chí cả nói xin lỗi là xì tè cho con ở ngoài hè, tức là hè làm tất cả mọi thứ, thì nó đã diễn ra rất nhiều năm nay rồi. Và các cái chiến dịch của chính quyền liên quan đến việc là làm sạch vỉa hè nó cũng chỉ diễn ra thành một thời gian ngắn, sau đó đâu lại vào đấy, tức là 20 năm nay rồi, và đã trở thành một căn bệnh cố hữu kinh niên. Thành ra tôi nghĩ rằng những gì đang diễn ra hiện tại ở Hà Nội cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh thì nó cần phải là cái phần đầu của cả một cái một chiến dịch mang tính đồng bộ, và phải làm cho người ta tin rằng là tất cả những gì mà chính quyền đang làm hiện tại là nó có tương lai, và tương lai đấy nó không chỉ là cho bộ mặt của thành phố mà cho chính cả những người dân đang sử dụng vỉa hè đấy. Vì điều này thì tôi tin rằng các nước phát triển cũng như là ngay cả các nước hàng xóm chúng ta như Singapore chẳng hạn, như Malaysia chẳng hạn, thậm chí Indonesia, và không nói đâu xa Lào, họ đã làm rất tốt. Dạ. Tại sao chúng ta không làm được nhỉ? Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích của nhà báo Trương Anh Ngọc. Thưa quý vị, với hy vọng với những chia sẻ của nhà báo Trương Anh Ngọc thì chúng ta đã có thể có một vài cái góc nhìn khác để làm sao mà có những cái suy nghĩ cho riêng mình về vấn đề dẹp vỉa hè cũng như vấn đề ẩm thực vỉa hè của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.